Thưa quý vị, chúng ta chuẩn bị chào đón năm 2024, cũng là thời điểm hơn 30 quốc gia sẽ bầu cử tổng thống, trong đó bao gồm những quốc gia đông dân chiếm tới một nửa dân số thế giới. Có thể nói kết quả những cuộc bỏ phiếu này có khả năng định hình diện mạo thế giới. Và một trong số đó chính là cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Cho đến nay, cựu tổng thống Donald Trump vẫn gây ra những tranh cãi sau cuộc bạo loạn xảy ra ở đồi Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Thế nhưng trong một quyết định đáng chú ý vào ngày 27 tháng 12, một tòa án cấp cao tại bang Michigan của Mỹ đã ra phán quyết bác bỏ kiến nghị loại cựu tổng thống Donald Trump ra khỏi cuộc bầu cử sơ bộ của bang này, dự kiến diễn ra vào ngày 27 tháng 2 năm 2024. Đáng chú ý hơn, bất chấp những rắc rối pháp lý, ông Donald Trump vẫn dẫn đầu trong cuộc đua trở thành ứng cử viên duy nhất của Đảng Cộng Hòa ra tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Theo kết quả thăm dò dư luận mới đây, ông tiếp tục giành ưu thế vượt trội với tỷ lệ ủng hộ lên tới 61%. Phán quyết của tòa Michigan nêu rõ, các thẩm phán đều cho rằng những nghi vấn mà bên Nguyên đưa ra không cần phải được tòa xem xét lại. Như vậy, tên của ông Trump vẫn xuất hiện trên lá phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ bang Michigan. Phán quyết trên hoàn toàn trái ngược với quyết định trước đó của tòa án bang Colorado hôm 19 tháng 12, loại ông Trump khỏi cuộc bầu cử sơ bộ của bang này. Ông Trump đã hoan nghênh phán quyết trên của tòa án bang Michigan, cho rằng động thái này đã ngăn chặn kế hoạch của phe Dân Chủ trong việc loại bỏ ông trên cương vị ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang này. Tháng 9 vừa qua, một nhóm tổ chức vận động mang tên Free Speech for People, đại diện một nhóm cử tri đã nộp đơn khiếu nại lên tòa án bang Michigan với mong muốn đề nghị loại ông Trump khỏi cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 tại bang này sau một chuỗi các kiện tụng và tranh cãi xoay quanh kết quả bầu cử tổng thống năm 2020. Thưa quý vị, đối với quyết định của tòa án bang Colorado, cựu tổng thống Donald Trump đã tuyên bố kháng cáo lên tòa án tối cao. Ngày 27 tháng 12, Đảng Cộng hòa bang Colorado đã chính thức yêu cầu tòa án tối cao can thiệp vào quyết định này. Kháng cáo được đưa ra sau khi tòa án tối cao Colorado vào ngày 19 tháng 12 đã loại ông Trump vì vai trò của ông trong vụ tấn công ngày 6 tháng 1 năm 2021 vào điện Capitol của Hoa Kỳ. Đảng Cộng hòa bang Colorado được đại diện bởi Jay Sekulow, một cựu luật sư đại diện cho ông Trump trong phiên luận tội. Trước hết, điều này tôi nghĩ những gì Jerry Nadler đã nói tối qua, ông ấy gọi nó là gì? Đặc quyền hành pháp. Thật vô nghĩa. Đây là những đặc quyền được tòa án tối cao Hoa Kỳ công nhận cho mọi công dân được quy định trong hiến pháp Hoa Kỳ. Ông Trump dự kiến sẽ nộp đơn kháng cáo của riêng mình. Tòa án tối cao của bang đã tạm treo quyết định cho đến ngày 4 tháng 1, tuyên bố rằng ông Trump vẫn sẽ có tên trong lá phiếu nếu ông kháng cáo. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump còn đối mặt với các cáo buộc khác liên quan đến bầu cử tại bang Georgia. Tháng 6 vừa qua, ông đã phải trình diện tại tòa án ở Florida do liên quan cuộc điều tra ông lưu giữ trái phép tài liệu mật ở tư dinh sau khi hết nhiệm kỳ Tổng thống. Dự kiến vào tháng 3 năm 2024, ông Trump sẽ phải trình diện tại tòa án bang Washington với cáo buộc tìm cách đảo ngược kết quả bầu cử Tổng thống hồi năm 2020, với chiến thắng thuộc về ứng cử viên của Đảng Dân Chủ khi đó là ông Joe Biden. Bất chấp những rắc rối pháp lý, cựu Tổng thống Trump vẫn dẫn đầu trong cuộc đua trở thành ứng cử viên duy nhất của Đảng Cộng Hòa ra tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2024. Theo kết quả thăm dò dư luận mới đây, ông Trump tiếp tục giành ưu thế vượt trội với tỷ lệ ủng hộ lên tới 61%. Trong khi đó, hai đối thủ gần nhất là thống đốc bang Florida Ron DeSantis và cựu thống đốc bang South Carolina Nikki Haley đều chỉ nhận được tỷ lệ ủng hộ 11%. Mới đây, bà Martine Albee, con gái của cựu chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Jacques Delors, nhân vật đóng vai trò chủ chốt trong sự ra đời của đồng euro, xác nhận ông đã qua đời ngày 27 tháng 12 tại nhà riêng ở thủ đô Paris trong lúc ngủ, hưởng thọ 98 tuổi. Ông Delors, thành viên của Đảng Xã hội Pháp, có sự nghiệp chính trị nổi bật tại đất nước hình lục lăng. Ông từng đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Tài chính Pháp trong giai đoạn năm 1981 đến năm 1984 dưới thời Tổng thống François Mitterrand. Tuy nhiên, chính trị gia này đã từ chối tham gia cuộc chạy đua giành ghế Tổng thống Pháp năm 1995, mặc dù các kết quả thăm dò dư luận đều cho thấy ông có được ưu thế tuyệt đối. Từ năm 1985 đến năm 1995, ông Delors giữ chức Chủ tịch EC. Trong giai đoạn này, Liên minh châu Âu-EU đã đạt được những bước tiến lớn trong quá trình hội nhập khối. Những thành quả quan trọng đó bao gồm hoàn thành quá trình thành lập thị trường chung châu Âu, Hiệp ước Schengen về tự do đi lại trong EU, chương trình Erasmus về trao đổi sinh viên và sự ra đời của đồng euro, đơn vị tiền tệ duy nhất của EU.
Trong khi đó, tại Thái Lan, những ngày gần đây dư luận đưa ra nhiều đồn đoán về khả năng cựu thủ tướng Yingluck Shinawatra, em gái của cựu thủ tướng Thaksin, sẽ trở về nước trong năm 2024 sau hơn 6 năm lưu vong. Những đồn đoán về khả năng cựu thủ tướng Thái Lan Yingluck sẽ trở về nước xuất hiện sau khi cựu phó thủ tướng Thái Lan Wisanu Preangam hôm 25 tháng 12 cho rằng bà Yingluck có thể đủ điều kiện để được hoàng gia ân xá. Tuy nhiên, trước khi nhận ân xá của hoàng gia, bà Yingluck sẽ phải trở về nước và đối mặt với tiến trình pháp lý. Một ngày sau phát biểu của ông Wisanu, tòa án tối cao Thái Lan đã tuyên tráng án cho bà Yingluck trong vụ án cáo buộc bà lạm dụng quyền lực khi điều chuyển và bổ nhiệm nhân sự cấp cao của Hội đồng An ninh Quốc gia và Cảnh sát Hoàng gia nhằm ưu ái cho người thân. Tòa án cũng thu hồi lệnh bắt giữ, vốn được ban hành sau khi bà Yingluck không xuất hiện trong phiên tòa vào tháng 11 năm 2022. Dù được tráng án trong vụ kiện này, song cựu thủ tướng Yingluck vẫn phải đối mặt với án tù 5 năm nếu trở về Thái Lan như anh trai của bà, cựu thủ tướng Thaksin. Điều này là do vào tháng 9 năm 2017, bà đã bị tòa án tối cao tuyên án tù vắng mặt liên quan cáo buộc lơ là trách nhiệm trong chương trình trợ giá gạo, gây thiệt hại ít nhất 500 tỷ bạt, tương đương với khoảng 14,5 tỷ đô la Mỹ. Bà Yingluck đã rời khỏi Thái Lan kể từ tháng 8 năm 2017 nhằm tránh phải thực hiện bản án này. Trong phán quyết ngày 26 tháng 12, Tòa án Tối cao Thái Lan kết luận rằng bà Yingluck Shinawatra, em gái của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, không có ý định gây thiệt hại trong vụ thuyên chuyển nhân sự tại Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan năm 2011. Tòa án Tối cao cho biết họ không tìm thấy bằng chứng về âm mưu phạm tội trong sắc lệnh năm 2011 của bà Yingluck nhằm bổ nhiệm ông Vichan Potefari, lúc đó là Cảnh sát trưởng Quốc gia, làm Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan. Tòa cho rằng đây là một vụ thuyên chuyển bình thường, không phải là âm mưu đưa người thân ngồi vào ghế lãnh đạo cảnh sát quốc gia. Phán quyết này được đưa ra sau khi Ủy ban chống tham nhũng quốc gia của Thái Lan ra phán quyết ngày 1 tháng 7 năm 2020 rằng có cơ sở cho thấy bà Yingluck đã không trung thực khi thực hiện nhiệm vụ của mình và đề nghị Tổng trưởng lý khởi kiện bà tại bàn hình sự dành cho những người nắm giữ các chức vụ chính trị của Tòa án Tối cao. Lệnh bắt giữ bà Yingluck được ban hành khi bà không xuất hiện trước tòa trong phiên xét xử vụ án đầu tiên vào tháng 11 năm 2022. Theo Nikkei Asia, ông Thaksin được phục chức tại Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan sau khi kiến nghị lên Tòa án Hành chính Tối cao Thái Lan yêu cầu hủy bỏ mệnh lệnh của bà Yingluck. Bà Yingluck, 56 tuổi, đã rời khỏi Thái Lan kể từ tháng 8 năm 2017 khi bà không xuất hiện trước tòa để nghe phán quyết về cáo buộc lơ là, nghĩa vụ trong chương trình hỗ trợ gạo gây thiệt hại ít nhất 500 tỷ bạt, sau đó bà bị kết án 5 năm tù. Trong khi đó, anh trai bà là cựu thủ tướng Thaksin, 74 tuổi, đã trở về nước vào ngày 22 tháng 8 năm nay. Sau hơn 15 năm sống lưu vong ở nước ngoài, ông Thaksin đã bị tuyên án 8 năm tù trong 3 vụ án, nhưng sau đó được hoàng gia khoan hồng giảm xuống còn 1 năm vì lạm dụng quyền lực và xung đột lợi ích khi giữ chức thủ tướng trước năm 2006. Trước đó, đầu tuần này, cựu phó thủ tướng Thái Lan, luật sư Vichan Preangam nói rằng nếu bà Yingluck muốn xin hoàng gia ân xá, trước tiên bà phải quay trở lại Thái Lan và tham gia hệ thống tư pháp.